Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021. Tôi là Phùng Ngọc Tĩnh. Và biết rằng các bác đang có một cái khoảng thời gian có thể nói là rất là sôi động. Vừa cái dịch bệnh đang có những cái vấn đề rất phức tạp tại Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng ta những bác nào sẽ yêu bóng đá thì chúng ta có một cái kỳ gọi thời kỳ gọi là bội thực với cả hai cái giải lớn tổ chức một là Euro hai là Copa America phải không ạ được tổ chức cùng thời tôi hy vọng rằng những bác nào yêu đồ cổ thì có thể trong thời gian cách ly hoặc là cái khoảng thời gian nghỉ giữa các trận đấu bóng đá có thể dành bớt chút thời gian xem một cái video clip mà tôi làm ngày hôm nay có tên gốm Việt trên thị trường quốc tế à, sở dĩ tại sao mà tôi làm cái chương trình này thì như các bác biết đấy phải nói là cái 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 giá thị trường của gốm cổ Việt Nam mà ở trong nước ấy thì nó rất là vô thưởng vô phạt và không ai biết giá cụ thể nó là bao nhiêu bởi vì tất cả những giao dịch chỉ đều người bán cũng ít muốn công khai và người mua cũng vậy cho nên là rất khó để Chúng ta biết được cái giá thực tế của các cái đồ gốm Việt tại thị trường Việt Nam. Và những cái video mà những cái nhà siêu tầm nổi tiếng và thậm chí một vài người tự xưng là vua hoặc là được phong một nhóm người người ta phong là vua đồ cổ, vua đồ, vua gốm sứ vân vân. Thì người ta bom lên một cái giá gấp hàng nghìn và thậm chí có thể nói không hoa có thể hàng trăm nghìn lần. Cho nên chúng ta cũng không biết thế nào một lần. Thì cái chương trình này thì tôi cũng hy vọng sau khi xem xét và cũng trên cơ sở nhận định của mình thì tôi thấy là các cái hãng đấu giá người ta mô tả đúng, đúng thời và những cái giá này đã được kết quả, nó được niêm yết một cách công khai. Thì tôi đã lựa chọn lại và để giới thiệu các bác ngày hôm nay một số những cái dòng gốm Việt của cha ông chúng ta. Thì trước khi đi vào thì tôi cũng phải nói thật như này đôi khi so sánh một lúc giữa giá gốm Việt của cha ông chúng ta với giá Trung Quốc à, của của gốm sứ của Trung Hoa ấy. thậm chí có những cái món mà tôi cho là chất lượng có thể nói là tương đương thì cái giá gốm sứ của Trung Hoa nó vẫn đắt hơn so với giá gốm Việt đó là một cái điều cái thực tế nó hơi đáng buồn và tôi hy vọng rằng những các bác những người yêu gốm Việt và cũng như tôi mỗi một người chúng ta cùng chung tay để làm sao đấy tăng cái sự lan tỏa của gốm việt của cha ông cho thế giới người ta biết đến thật nhiều nhưng biết đến ở đây vấn đề là nó lại phải để cổ vật nói tiếng nói thật sự của nó chứ anh không thể lấy hàng giả ra và anh cứ um, phát biểu hoặc là mô tả trên youtube hoặc là trên uh, các cái đánh giá lẫn nhau ấy. chúng ta khi chúng ta bán ấy, chúng ta cứ tăng giá um, tăng tuổi ấy, rồi là tăng cái độ hiếm và vân vân và dần dần bom cái giá nó lên thì cái đó là cũng không lên mà quan điểm của tôi thì đã là nhà siêu tầm thì đã tốt lắm rồi bởi vì mình gìn giữ những giá trị văn hóa những tinh hoa của cha ông để lại và chúng ta góp phần vào lan tỏa góp phần vào giữ gìn nhưng phải để cho cổ vật nó nói tiếng nói thật sự của nó Còn nếu mà đã vì một cái động cơ nào đó Anh cứ nói sai sự thật đi Thì đôi khi không không sưu tầm còn hay hơn Đây, là Quan điểm của tôi là như vậy Thế thì hôm nay thì tôi sẽ trình bày những cái phần tôi lựa chọn ở đây là tôi đồng ý với cái sự mô tả của họ về niên đại. Cũng như là phần giá thì tôi chỉ là người tổng hợp lại thôi chứ tôi không 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 có 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 phải là người đưa ra cái giá đó thì tất cả những món mà tôi giới thiệu các bác ngày hôm nay thì đều là thuộc thuộc về các nhà đấu giá nổi tiếng ở châu Âu ừ. thì bây giờ mời các bác ta đi vào nghiên cứu từng món một và bây giờ tôi xin được bắt đầu bằng một cái dòng gốm mà có thể nói là rất đáng tự hào đối với dòng gốm Việt của chúng ta mặc dù cái vẻ đẹp của nó rất là mộc mạc không phải không? nhưng được các nhà nghiên cứu cũng như các nhà sưu tầm có kinh nghiệm cũng như thế giới người ta đánh giá đây là một cái dòng gốm có thể nói là thuần việt nhất trong các loại gốm của việt nam có nghĩa là gì người ta không tìm thấy cái loại gốm như thế này ở các nước xung quanh của chúng ta mà chỉ tìm thấy ở việt nam đó là cái dòng gốm hoa nâu và cái chiều cao của cái cái thạp này phần đó là có chiều cao là 12 1 uh, phần tư inch uh, theo đơn vị của của cái anh ấy uh, hay là quy ra các đơn vị quốc tế khác thì người ta cho là 31 cm chiều cao và đây là đấy chúng ta thấy nhìn thấy là cái vẻ đẹp mộc mạc này, những cái hình ảnh các con vật này hình ảnh những cánh hoa và một số cái thì nó thể hiện sóng nước vân vân. Đây là hình ảnh những cái con chim có vẻ giống như chim chim công qua cái đuôi này. này. Chúng ta nhìn ừ, đặc biệt là ở đây là cái hình ảnh cách điệu của những cái hình ảnh hoa sen ở trên miệng này và những cái hình ảnh cái núm tay cầm này này rất là nhỏ Đó. nó mang tính trang trang sức nhiều hơn là cái công dụng để cầm nắm rất điển hình của các loại gốm Việt ngày xưa và đặc biệt ở đây qua cái hình phóng to hơn ở bên phải các bác có thể nhận thấy rất rõ đó là từ các cái nước men ngả màu thời gian các đường dạng ngơi màu sắc thời gian vô cùng tự nhiên màu trắng ngà vàng Đúng không ạ rồi màu nâu đặc trưng đấy các bác nhìn thấy này tất cả đều hài hòa tự nhiên chuẩn đồ à, thời lý trần phải không ạ và đây là những hình ảnh thêm một số hình ảnh nữa ở đây người ta rõ là thời thời kỳ lý trần và thế kỷ 12 hai thế kỷ 14 tiếp theo ở đây ở một góc độ khác đây các bác cùng nhìn đấy các hình ảnh này đấy, rất đặc trưng màu sắc phải nói là rất hài hòa đẹp phải không ạ? Ở đây các yếu tố này Không phải bàn cãi gì về độ thật giả nữa Chắc chắn là đồ thật đây rồi à, Các bác nhận ra các nét Thời gian của nó Còn đây là hình ảnh cái chôn đế Nhìn cái này thì tôi Tạm đoán có thể đây là đồ đào Nhiều hơn Bởi vì qua những cái nét uh, Các uh, cái yếu tố Của các cái bám um, Của các yếu tố um, Các cái chất Hoặc là những cái um, ở trong 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 sắt rồi là uh, các cái uh, vôi hóa vân vân, uh, nhưng nó bám vào chúng ta nhìn rất là rõ uh, đây là tôi tạm đoán thôi có khả năng đây là đồ đào uh, qua cái hình ảnh chuôn cốt nhưng tóm lại màu sắc của nó vô cùng tự nhiên uh, đây đồ lý trần thì bây giờ cái mà các bác đang quan tâm là cái giá bán của nó là bao nhiêu và đây là Tôi lấy từ trang web của hãng đấu giá Bonhams. Khá, trang web web khá nổi tiếng các bạn. Giá của nó là 2.500 đô Mỹ. Đó, các bác cứ nhân lên hình như đô Mỹ bây giờ cũng khoảng tầm 20. Một đô Mỹ hình như tôi nhớ không nhầm khoảng tầm hai mấy ngàn đồng tiền Việt đấy, Rồi tôi cứ cho cho là 2 năm nhân với 2 năm đi. Thì cứ sắp xỉ 600 triệu đồng tiền Việt. Có phải không ạ? Đó là dành cho cái thạp gốm hoa nâu à. Sang đến cái món này Thì về các bác tạm đoán là xem là Tôi chưa nói vì cái nào nhưng tôi chỉ cho các bác nhìn hình cái đã Và chiều cao là 9cm Vậy thì bây giờ các bác nhìn hình và cái kiểu dáng Đây là hình cái trái bí đỏ phải không ạ Và đồng thời đây là phần miệng Xung quanh vành miệng này này là người ta trang trí những cái hình ảnh hoa sen phải không ạ rất là rõ Đấy, vòi ấm thì ngắn Đấy, rất là ngắn và ở một số đồ khác thì nó có thể nó có hình ảnh nó giống như cái đầu đầu con chim một con rùa gì đó à, cái 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 vòi này còn ở đây là hình một con vẹt đang quay đầu về phía vai trong tư thế như đang đang ngủ cái quai và cũng như cái thạp vừa nãy thì cái tay cầm ở đây nó ít có công dụng về mặt tức là tác dụng để cầm nắm bởi vì nó nó bé như này chiều cao 9 cm mà cái hình con vẹt nó bé như thế này thì cái tác dụng cầm nắm của nó rất là ít có phải không thế nhưng mà ở đây là nó như tôi nói là nó mang tượng trưng cho cái trang sức và đây cái kiểu dáng và cái kiểu thiết kế như này cũng là một cái dấu hiệu rất là quan trọng để người ta phân biệt Gốm Việt Đấy, Với các dòng gốm sứ khác Ở các nước xung quanh à, Bây giờ chúng ta nhìn thấy Bây giờ đến cái nước men rồi Các đường dạn này Các cái độ thẳm màu thời gian này Chỗ đậm chỗ nhạt này Và các nét để tất cả đều thể hiện Màu sắc hai hoa Của một cái đồ Sắp xỉ ngàn năm rồi, Các bạn nhé Và cái này được xác định vào đời lý các bác, Đó. Còn ở đây là cái hình ảnh phóng to hơn đó, để các bác sẽ càng củng cố thêm đấy từ các đường dạng này. Màu màu này thì một số bác hay gọi là cái màu dưa dưa muối, dưa khú phải không ạ? Đấy, cái màu men. Đấy, tất cả các nét hài hòa, các đường dạ này, độ đậm, độ nhạt. Không thể là hàng bom mình đây được. Mà đây là chuẩn đồ. Và cũng được hãng đấu giá xác định là đời lý và giá bán của nó là 1.000 euro Đấy, một cái cái ấm cao 9 cm và giá bán 1.000 euro ừ. à. theo các bác thì đắt hay rẻ ạ theo tôi thấy là cái mức giá này còn hơi rẻ phải không ạ tiếp theo lại là một cái thạp nữa thì cũng qua kiểu dáng đây, các cái hình ảnh gần đây này Đấy, các bác nhận ra rõ ràng đây là hình hoa sen đấy vậy hình hoa sen và tay nắm đây cũng vậy đấy, rất cầm rất là nhỏ okay. tay quay này và tất cả các yếu tố lạc tinh như là những cái lớp lớp bong men này các đường dạn này lớp loang nổ màu sắc này này tất cả đều vô cùng tự nhiên của một cái món đồ đầy lý Trần đấy, các bác xin là nếu các bác như vậy và đấy, các bác sẽ nhận ra cái này thì khả năng đời lý cao hơn so với đời trần. Đấy, các bác sẽ nhận ra này, tất cả đều hài hòa và chiều cao của cái này là 24cm. Và giá bán, ui thật ngạc nhiên, chỉ có 650 euro thôi các bạn. Một cái giá rất là rẻ. Một euro hiện nay hình như nó chưa đến 28.000 đồng tiền Việt. Thì các bác cứ cho là thôi cứ như nằm chẵn thì cứ cho là 30 000 đồng tiền Việt đi Thì lấy 650 Mà nhân đến 30 000 đồng Đấy à, là 6318 5315 Như vậy là mới coi như sắp xỉ 19 triệu đồng tiền Việt Cho một cái cái, 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 cái thạp như thế này Đây các bác thấy này. Giá rất là rẻ Đấy, à, Nhìn thế này tôi thấy hơi chạy lòng So với lại các cái dòng gốm của Trung Hoa một cái cái tháp rất là đẹp ừ. tiếp theo thì các bác nhận ra đây là món đồ đời nào chưa? À, đó chính là dòng gốm chu đậu và một cái ta gọi là cái tiếng anh nó gọi là cái candy và đây là hình ảnh một đôi uyên ương phải không ạ? Đây, tiếng anh nó gọi là twin duck là hai con vịt thì tiếng Việt thì chúng ta nói nó rất một cái hình ảnh một cái từ chính xác và nó cũng thể hiện cái rất là cái lãng mạn và nó phù hợp hơn với cái 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 loại này thì ta gọi là đôi yên ương phải không ạ hai cái đuôi này hai cái đầu rồi đấy các bác nhìn thấy này để bây giờ có để mà cái hình phóng to hơn thì các bác hãy nhìn thấy này qua cái màu sắc các nét vẽ này này đặc biệt là cái màu màu lam màu kiểu như thế này là nó thể hiện cái màu lam lam hồi nhập khẩu là cái màu lam chất lượng cao cấp thứ hai là cái kiểu dáng và thiết kế rất là hài hòa về mặt hình dáng hai con đôi y nương rất là sinh động phải không ạ thể là một cái đây là một cái loại cao cấp mặc dù là một cái sản phẩm của của cái cái được trục vớt từ con tàu đắm ở cù lao tràm. Mà đây qua cái phần cái màu này và cái cái cái, cái mỏ này này Đấy, là cái phần cốt để chống. Các bạn hãy nhận ra cái màu sắc cốt rất tự nhiên, đồng thời với cái màu lam này có độ chìm màu thời gian, chỗ đậm chỗ nhạt và rất có tinh thần. Đặc biệt nước men nước men ngả màu thời gian của đồ nằm ở dưới biển mấy trăm năm các bác nhìn là rất rõ này đó qua các yếu tố đường dạng này nét thẳm và cái nét bạc màu nét ăn mòn của men dưới tác động của nước biển và các hoạt chất trong nước biển cùng các vi sinh vật nó tạo ra cái lớp bào mòn và nó làm bớt cái độ bóng đi nhưng lại điển hình của những đồ vớt biển tất cả đều thể hiện vô cùng rõ nét ở trên món này còn đây là cái chôn đế đây các bác nhìn thấy này các nét chìm của họa tiết này màu lam này chỗ đậm chỗ nhạt và màu các đường dạn rồi độ thẳm độ bạc màu và độ mòn bị bào mòn qua thời gian qua vi sinh vật và qua các hóa chất ở dưới của nước biển đồng thời cốt màu trắng rất tự nhiên. À, thì khi nói về cái này thì không thể không nói một cái chi tiết rất là thú vị. Khi tôi có chia sẻ đến cái 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 đồ này đó, thì có một cái bác ông này thì không có mấy cái nick nút thì Nguyễn Thế Vinh lúc thì Thế Vinh Nguyễn hay cái gì đó. À, ông ấy bảo là cái này thì cổ ở chỗ nào? Và ông giải thích là nó không có hề một tí ten gì sắt nào cả Ở cái phần cốt này này Nhưng mà bác ấy không biết nhìn men Không biết nhìn men nhìn thế này mà bảo là không cổ Phải không ạ? À, các nét co rút này Và màu ở đây là màu trắng Nhưng mà rất là tự nhiên Mà đồ vớt ở dưới biển thì rất ít khi có tên gì sắt Ngoài ra đây nữa kể cả đồ ở trên cạn nợ lâu năm Nếu mà người ta lấy cái nguyên liệu đất ấy, Mà nó ít có nguyên liệu sắt Đồng thời nữa là lọc tạp chất rất vô cùng kỹ Thì cái cốt ấy, lựa chọn lọc lựa và chế biến kỹ Thì nó cũng gần như không có tem chỉ sắt Kể cả những đồ từ đời nhà nguyên Đồ thanh hoa đời nguyên Nếu mà cái cốt được lựa chọn và chế biến kỹ, ít gì thì ít ít uh, tạp chất, thì kể cả trên cạn vẫn không có cái 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 màu ten gì sắt. Mà đây chưa nói cái điều gì đến cái đồ, đây thậm chí còn là đồ vớt biển, phải không ạ? Vì nó bị có được tiếp xúc trực tiếp với không khí đâu mà bị oxy hóa, phải không ạ? Rõ ràng cái bác đó là bác không hiểu gì, đúng là quay ra đưa những comment rất là nặng nề, đó, đấy, thì đây đồ chu động và bây giờ cái giá của nó mời các bác chúng ta tham khảo này. Là 23.587 euro. 23.000 một euro như tôi nói hiện nay là gần gần 28.000 đồng tiền Việt. Hoặc ta để cho chẵn ta cứ lấy 20 năm nhân 25 đi. Như vậy là cái món này sắp xỉ 620 năm đồng, 20 620 năm triệu đồng tiền Việt, Đấy. cho một cái candy chu đậu, phải không ạ? Ừ. vào thế kỷ 15 à, tiếp theo các bạn nhận ra cái cái đĩa này thuộc dòng nào chưa? À, trước khi nói về dòng nào thì mời các bạn chúng ta quan sát kỹ họa tiết này, màu sắc này. và nếu nhìn như này thì nhiều bác có thể rất dễ bị nhầm. Uhm, nếu như bác nào chưa nhiều kinh nghiệm thì có thể hay bị lẫn giữa đồ màu chu đậu với đồ màu của squatô đời minh Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là nước men đặc biệt là cái chôn đế. Chôn đế của dòng squatô thường thường hay có rất nhiều sạn. Và đồng thời nữa là cái nhìn kỹ thì cái nước men dòng chu đậu nó khác. Và đồng thời kể cả họa tiết, màu sắc nó cũng có những nét khác. Thế thì ở đây là cái này là đường kính khá là lớn, 27,5 cm và cái chiều cao là 6,5 cm một cái đường cái đường kính khá là lớn và cũng đã bị uh, nứt vỡ còn ở đây là cái hình ảnh chôn đế ở đây rất là thú vị ờ... ở đây là nó có cái cái dòng uh, cái cái label này người ta ghi là của Christie đây mà đây cái này cũng ghi gõ Christie này và có một tên là của ở cái ngài Bùi Thượng Sách chắc là cái người chủ của cái 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 đĩa này Mister Mister Bùi Thượng Sách và đây nhưng mà các bác cùng nhìn đây này đây cũng là đồ chu đậu vớt biển Đấy. cốt vô cùng tự nhiên phải không ạ các màu men Đấy. Đấy, màu ngả màu vàng ngà voi phải không ạ đây là hình ảnh phóng to hơn Đấy, các bác nhìn thấy màu sắc này cái nước men ngả màu à. và như tôi nói nhắc lại này cốt rất tự nhiên và đồng thời nữa ở đây các bác cũng nhìn thấy màu sắc này, này. qua cái, cái màu lam này có những cái yếu tố nó có những độ chìm độ đậm độ nhạt và cùng các màu sắc khác màu vàng các yếu tố dạn này những yếu tố bị ăn mòn của nước biển này vân vân của men này rồi dạn này, đấy, điển hình của đồ vớt biển này các bác nhìn kỹ cái nước men của nó nhé, à, các yếu tố đấy, nhạt màu, phai màu thời gian của đồ vớt biển, đấy. các màu sắc ở đây này, có chỗ đậm chỗ nhạt. Đó. Tiếp theo là ba cái thủy trì, đây các bác nhận ra ngay đồ thật rồi, đồ chu đậu, được cái đây là được cái đường kính tức là người ta đo theo cái chiều đường kính sáu à, 6,5 cm, 7 cm và 6 cm của ba cái thủy trì này. Đó. Đây cũng là điển hình của đồ vớt biển à, qua các cái độ chìm của màu sắc này, Đó. cái cái ngời màu thời gian và nước men cũng điển hình của một đồ men vớt biển, đồ chu chu đậu chuẩn đây rồi. Sản phẩm từ được trục vớt từ con tàu ở củ lao tràm, phải không ạ? Giá bán cho ba món này là 380 euro. Đó. 380 mà nhân 28. Cứ cho là 35 nhân 3 đi. Đấy, thì như vậy là tầm hơn 10 triệu đồng cho ba cái ba cái thủy trì này. Đấy. Mức giá như này là hợp lý vừa phải phải không ạ? Còn hai cái thủy trì này thì trong hai cái thủy trì này thì cái thủy trì bên trái thì tôi thấy nó bình thường nó cũng điển hình như rất nhiều những cái uh, sản phẩm từ con tàu Cù Lao Tràm nhưng cái bên phải, cái bên phải thì rất đẹp bởi vì cái màu màu lam này này là một cái màu lam không gặp nhiều ở dòng gốm chu đậu màu lam rất đẹp và họa tiết ở đây đấy, trang trí cũng tỉ mỉ các nét vẽ này rồi độ chim màu sắc này men. Đấy bóng đẹp ngả màu thời gian nhưng ngả màu điển hình các yếu tố lạc tinh của đồ vớt biển đúng không ạ à, rất chuẩn từ kiểu dáng cho đến tất cả yếu tố không phải bàn cãi đây chính là đồ chủ động à. và giá bá số đo à, hai cái này là, là đường kính là 9cm 9 cm và 9,4 cm thì là tạm gọi là hai cái lọ đi gọi cái thủy trì thì nó nó có vẻ hơi to 9 và 9,4 cm đó và giá bán của hai món này là 450 euro ừ. các bạn nhé các bác lấy 450 nhân 28 đi đó. còn ở đây là những cái bát được dính liền với nhau thì cái này thì cũng là đồ chủ động ở à, thế kỷ 15 tuy nhiên ở đây thì tôi đoán là cái kích thước ở đây là người ta lấy à, Người ta đo theo cái chiều ngang và và cái chiều cao của cả cái khối này. Mà ở đây các bác cùng nhìn. Cái này thì tôi không nghĩ là đồ vớt từ con tàu của Lao Tràm. Mà đây là khả năng là đồ đồ đào. Tức là của các nhà khảo cổ học ấy. Khi người ta tiến hành khảo khai quật. Tại Nam Sách Hải Dương. Tôi đoán như vậy. Và đây là những cái sản phẩm hỏng được vớt ở khu vực uh, xung quanh các cái lò ở tại lò gốm chu đậu đấy là tôi tôi tạm đoán như vậy mà trong cái phần mô tả của nhà đấu giá người ta không nói gì đến cái đó nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là không có một cái lý do gì mà những sản phẩm bị móp méo và dính liền nhau này thì người ta mang đi xuất khẩu làm gì cả mà con tàu của lao tràm là con tàu xuất khẩu phải không ạ thế vậy rõ ràng ở đây là cho tôi tạm đoán và cộng thêm các yếu tố uh, khác như thế này thì tôi nghĩ rằng nó là đồ đồ đào ở Nam Sách Hải Dương à, qua cái hình phóng to hơn thì bác sẽ nhận ra đây đúng điển hình của đồ chu đậu đây rồi đấy, từ các cái màu tràm chìm sâu đấy, đậm nhạt và phai màu các cái uh, nốt ruồi này rồi các cái nét um, đó các cái yếu tố của đồ đào thể hiện rất là rõ men dạn các họa tiết màu sắc vân vân gốm ừ. chủ động và những cái đồ như thế này à, thật hay thì vẫn có nhiều người thích và giá bán của nó là 500 euro Đấy. các bác lại lấy 500 mà nhân với 28 tám à, thì nó sẽ ra được cái giá của nó 28.000 đồng ấy. Ờ, còn cái này thì các bác nhận ra ngay đây là cái dòng mà men ừ. Đời Lý Trần phải không ạ Đường kính của nó là 17cm Và ta nhận ra Các dấu con kê, dấu chấm kê Rất điển hình của các đồ Đồ gốm cổ thời Lý Trần Và kể cả uh, Đồ senadong Và một số loại gốm khác thời kỳ này Đấy, Thường hay có xuất hiện Của các cái dấu chấm kê Đấy. Nhưng đáng nói Ở đây mời các bác ta cùng nhìn thật kỹ Nhìn cái dòng gốm này Thì rõ ràng Chúng ta không thể nói là điển hình Của gốm Việt như dòng gốm hoa nâu Mà tôi trình bày ở cái thạp vừa nãy được Mà cái này các bạn thấy là Nó có nét gần giống Với dòng si dâu um, Thời nhà Tống Có phải không ạ um, Thì các dòng si dâu này thì nó cũng rất là đa dạng Có những loại thì người ta Người ta Làm những cái lá Hoặc là có những đoạn Người ta trang trí xung quanh vẽ vân vân nhưng đồ của Việt Nam thì ít có xuất hiện trang trí hơn mà hầu, hầu, hầu như thuần màu nâu như này nhiều hơn nhưng mời các bác ta nhìn thấy là tất cả những các yếu tố này những cái đốm loang nổ này các cái màu sắc đậm nhạt này các nét ố nét phai nét bóng của cái màu nâu sâu tuổi tất cả đều hài hòa của dòng gốm lý trần đây của việt nam vành vành bát này này các bác nhìn thấy là có cái, cái độ đây này tất cả những cái yếu tố này ở của những cái hàng bom mìn đấy nhìn cái màu sắc qua cái vành bát này này nó rất là tươi màu và rất là dại tươi lắm ở đây tất cả đều hài hòa trong cái tổng thể cái nét phai màu của thời gian rồi cùng với những nét nó loang lỗ chỉ có ở đồ thật mà không thể có ở đồ giả đồ giả người ta không thể làm ra được như thế này đấy tất cả những yếu tố màu sắc của nó chỗ đậm chỗ nhạt chỗ dịu chỗ ma sát rồi là tất cả những yếu tố qua quá trình sử dụng vân vân các bác sẽ thấy tất cả đều hài hòa tự nhiên màu sắc cái màu vàng cái nét ố màu của cái đồ gần ngàn năm tuổi đấy các bác sẽ thấy đó. và thật đáng ngạc nhiên tôi không rõ các bác mua bán ở trong nước thì giá nó là bao nhiêu nhưng đây là được đấu giá ở Pháp và giá của nó thật ngạc nhiên chỉ có 220 euro mà trong khi đó đồ si dâu của đời nhà Tống ấy một cái như này tôi nghĩ là phải giá của nó phải gấp vài lần và thậm chí có thể gấp lên đến hơn vài chục lần Ừ, khi mà xem cái giá của cái này Đúng là tôi cũng thấy hơi tủi thân cho công Việt Một cái đồ men nâu đẹp như thế này Đấy. Tiếp theo là một cái Cái bát được uh, nhìn này Các cái yếu tố này các bác nhận thì đẳng nhiên Đồ thật rồi, không phải bàn cãi rồi từ nét uh, uh, tức là các cái Bông men rồi là Sự phai nhạt màu này rồi Các đường dạng rồi là Các yếu tố thời gian Tất cả bên trong lẫn bên ngoài Và thậm chí ở trên miệng như này nó có những cái nét Bào mòn Và những cái nét rất điển hình Của đồ đời nhà Trần Rất sớm đời nhà Trần Đường kính của cái bát này là 21,5cm Cái này tôi cũng không cần phân tích nữa Các bạn sẽ nhận ra cái màu thời gian chuẩn đồ của nó và giá bán của nó là 550 euro Đấy, khá rẻ phải còn đây là một cái món đó, rất đẹp khá là đẹp và đây cộng thêm với các cái 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 đường viền vành miệng này, này. rất điển hình của đồ nhà trần từ các cái dòng men dạn này dòng men uh, gọi là men dưa mua dưa khú này, rồi là men uh, sena đông và một số những cái thậm chí cả men trắng thì chúng ta thấy xuất hiện những cái cái vành miệng kiểu kiểu như thế này khá là nhiều và đồng thời uh, tôi đã từng vào cái bảo tàng lịch sử quốc gia ở ở, ở Hà Nội ấy. Ừ, cũng vào, có vào tham quan những cái dòng gốm uh, đầy lý trần thì sẽ nhận ra ngay đây chính là dòng gốm mà hà năng đời nhà trần nhiều hơn Đấy, các cái nét uh, chạm khác này sau đó phủ men này chỗ đậm chỗ nhạt cùng theo kết hợp các đường giãn phải không ạ Đấy, đồ sâu tuổi đây rồi đời nhà trần và kích thước của nó là đường kính 11 cm còn đây là hình phóng to hơn Đấy, đồ chuẩn phải không các bác và giá bán của nó cũng thật đáng ngạc nhiên rất rẻ có 650 euro thôi đó. Giá khá rẻ mà trong khi đó thì mà cái đồ đời nhà Tống nhà nhà Nguyên, đồ nhà Nguyên hoặc đời nhà Minh thì một cái đồ đẹp như này tôi nghĩ là không thể có giá 650 euro được. Có thể cao hơn. Đó. Tương tự ở đây thì các bác dễ dàng nhận ra ngay, đấy cũng đã cái vành miệng kiểu kiểu như vừa nãy. để nhận ra cộng thêm cái nét thảm này, các nét bào mòn của men, nét ngả màu đó. Rất là hài hòa Cùng thêm với kiểu dáng Gặp rất nhiều đồ đời nhà Trần Những cái Âu đời nhà Trần Còn đây là hình phóng to hơn của cái nửa dưới Đấy các bác cùng nhìn Đó. Tất cả màu sắc của nó Độ lạc tinh rất hài hòa à, không ạ? Màu thời gian Và trên miệng ở đấy như vậy Các bác nhìn thấy đấy cái vành này, Cái miệng này Đó. Ở đây này Giống như lỗ cái cốt ở vành miệng này ra Đấy, bên trong này Đấy, tất cả màu sắc của nó đều hài hòa, đồ men ngọc phải không ạ? tất cả các yếu tố có độ sâu, độ thẳm, độ hài hòa, độ bạc màu, độ biến đổi màu qua thời gian, tất cả những yếu tố đấy, qua thời gian sử dụng, qua phong hóa, qua tác động của môi trường vân vân chuẩn đồ. mà giá bán của nó theo tôi là quá rẻ. nếu tôi gặp cái giá này không thể Tôi không thể để lọt đi được Đường kính 12cm Các có bác đoán xem giá là bao nhiêu Có 300 euro à, các bác thấy không Chưa đến 9 triệu đồng Tôi mà gặp cái món này thì không thể sống được uh -huh. Người ta đấu giá hình như là năm 2015 thì phải Wow, thật tiếc à, Một cái Âu đẩy trần rất đẹp Còn đây là một cái ông bình vôi thì qua các nét dạng này nét bạc màu thời gian kiểu dáng cùng các sự co rút cùng cái, cái kiểu dáng và cái hình ảnh con dao long thì cùng qua các cái màu để cái màu rất là điển hình nhưng mà nó cũng tương tự như là là một số ta tìm thấy ở đồ chú đậu đó. là người ta cái màu sô cô la phải không ạ à, ở cái phần chôn đế cộng thêm các yếu tố dạng và các ngả màu tự nhiên thì đây là người bà nhà đấu giá người ta xác định là đồ đời nhà trần và tôi cũng đồng ý với họ đó. cũng có thể sang đến đời nhà lê rồi nhưng mà đã khái là tôi người ta mô tả đời nhà trần mà tôi cũng tôn trọng và tôi cũng nghiêng về đời chắc chắn là đồ sâu tuổi rồi đây là hình phóng to hơn các bác nhìn thật kỹ các cái nét hai hoa, các yếu tố biến đổi màu à, qua thời gian của nó không thể là hàng bom mình đây được phải không ạ và giá bán có 400 euro thôi à. trong khi đó ở một cái đồ nếu mà đồ men xanh trắng mà đồ đặc biệt là các ông bình vôi các cái điếu đồ khí kiểu nhé đồ men lam mới đã đắt rồi nhưng mà các cái ông bình vôi và đồ ký kiểu đắt lắm có cái không ngoa tôi nói là có thể đắt gấp 10 lần so với cái ông bình vôi đầy nhà trần đây này mặc dù cái ông bình vôi Đầy nhà trần men dãn này ở trên thì các anh nhận ra là rất là đẹp và tình trạng khá là hoàn hảo thế mà giá bán chỉ có 400 trăm euro à vâng vừa rồi thì tôi có vừa mới trình bày với các bác xong một số những cái uh, cái, cái uh, kết quả của các cái nhà đấu giá nổi tiếng ở châu âu về người ta xác định niên đại và cũng như cái kết quả giá đấu giá mà giá đấu giá thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố có, có thể bao nhiêu người thích nó bao nhiêu người quan tâm đến nó và nó cũng tạo ra cái giá đấu giá cho là nó cái biên độ dao động của giá đấu giá nó rất là lớn tuy nhiên tựu chung lại thì chúng ta có thể thấy là hơi tủi thân một chút cho so cho dòng gốm việt của chúng ta mặc dù nhiều món rất là xuất sắc rất đẹp có tinh thần và nó thể hiện cái hồn rất đặc trưng của gốm việt nhưng mà giá đấu giá thì lại không được cao Như vốn nó phải phải xứng tầm như thế tôi hy vọng rằng các bác sẽ cùng với tôi những nhà sưu tầm chúng ta góp phần vào gìn giữ và quảng bá để tuyên truyền để cho thế giới biết đến gỗ Việt chúng ta càng nhiều càng tốt và xin cảm ơn các bác đã quan tâm và xin kính chào các bác.